hành giá dầu bán lẻ thế giới của Việt Nam năm 2007 phụ thuộc hoàn toàn vào cái nghị định tháng 3. Nếu anh không sửa đổi lại thì có rất nhiều vướng mắc. Ví dụ như là giá cơ sở, ví dụ như là quỹ bình ổn, chu kỳ điều hành giá, ví dụ như là 30 tháng dự trữ, những cái bức rất bức xúc mà hiện nay chính phủ chưa có văn bản chính thức. Như kết luận phiên họp thì Phó tướng Vương Đình Huệ đã nói là cần phải tập trung sửa cái tháng 3, phải xem xét lại cái tháng 3. Ví dụ như là cái 30 ngày dự trữ bắt buộc thì rõ ràng giá dầu nó cứ giảm như này đi, anh càng giữ, anh mua vào cao thì cộng với lãi suất ngân hàng thì những anh mà đầu mối nhỏ không chịu nổi, những anh lớn cũng bị thua lỗ. Hay là bây giờ cứ giá dầu thế giới nó biến động liên tục mà ông cứ để 2 tuần ông mới điều chỉnh một lần thì rõ ràng nó không phù hợp với giá thế giới. Thì thứ ba là cái quỹ bình ổn. Rất nhiều doanh nghiệp bây giờ thì vẫn đề nghị là bỏ quỹ bình ổn trong hiệp hội xăng dầu đấy. Quỹ bình ổn chỉ đối với những anh lớn thôi, có cái nguồn nhập khẩu lớn, cái lượng bán ra nhiều. Còn những anh đầu mối nhập khẩu mà nhỏ, có những anh âm quỹ bình ổn, tức là có những anh thậm chí phải dùng cái vốn vay ngân hàng để mà đưa để xả cái vào cái giá bán này.